mình sẽ cập nhật cái thông tin này tiếp theo cho mọi người xem ha. Cái chuyện này nó còn dài dòng lắm. Chuyện gì từ lò hiêu rồi có người mua đứa bé này, thấy tội nghiệp người ta mua lại người ta nuôi nữa mọi người, nhưng mà đem vô bệnh viện thì không sống nữa. Để mọi người nhớ đăng ký theo dõi để mình cập nhật cái những video này tiếp theo cho mọi người nghe ha. Minh Tăng xin chào mọi người ha. Qua cái đoạn clip mà đứa bé 4 tháng tuổi đăng trên Facebook đó mọi người, thì mình coi cái đoạn clip đó xong thì mình có điện cho ông anh ở bệnh viện Khoa Nhi ở Sa Đéc, mình hỏi đứa bé sự việc nó gì đó mọi người. Thì bác sĩ người anh của mình đó thì nói là bé này bệnh rất nặng rồi, cứu hết sống. Là bé này trước khi mà đem về Sa Đéc là bé này nằm ở Khoa Nhi ở Nhi Đồng ở Sài Gòn là mấy tháng trời rồi, 4 tháng rồi đó. Rồi mới không hết, rồi trên Sài Gòn mới trở về rồi mới xin vô bệnh viện Sa Đéc, đang chỗ đó đang chờ đó mọi người, xin nằm đang chờ mắt thôi. Rồi cái ông chú, mấy mẹ của bé này nè, đưa cho ông chú đem về nhà nghe tụng kinh đó. Nghe tụng kinh, một là đi, hai là sống. Rồi ông chú ông thấy nó ngừng thở rồi, bé ngừng thở rồi mới đem vô cái quách đặng đem đi vô hiêu đó mọi người. Thì sao bé tự nhiên cử động tỉnh lại rồi mở ra thì mới thấy bé nó tỉnh lại xong rồi mới đem vô bệnh viện Sa Đéc. Đem bệnh viện Sa Đéc là bé bây giờ đã mất rồi mọi người, chứ không phải mà người mẹ nào mà người ta bỏ nghe mọi người. Tại vì mình có hỏi ông anh mình làm ở Khoa Nhi ở Sa Đéc á, thì ông cho mình hay mình biết như vậy, là bị bé này bệnh nặng nằm ở Nhi Đồng á mấy tháng rồi, rồi trên Nhi Đồng trả về rồi mới xin vô bệnh viện Sa Đéc xong rồi nằm đó, rồi mấy người nhà mới đưa cho bé về cho ông chú là nuôi đem về cho nghe kinh. Một là bé sống, hai là bé mất, nhưng mà nghe cái đem về ông chú nghe kinh xong rồi cái bé nó mới ngắt thở, rồi ông chú mới đem vô nhà hiêu ông hiêu, rồi đem vô đó rồi sau bé nó nhúc nhích, nó cử động, nó còn thở lại được đó. Rồi mới đem vô bệnh viện xong bây giờ là bé đã mất rồi mọi người, chứ không phải là người mẹ mà người ta con còn sống mà đem bỏ rồi mọi người. Mình có điện hỏi thăm mẹ của bé, nhưng mà mẹ của bé nói là không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Nhà báo đài truyền hình thì cũng đã có quay lên hết rồi, nhưng mình muốn hỏi là mình chia sẻ đăng cho cộng đồng mạng biết là cái sự thật nó như vậy, chứ không phải là người ta làm gì. Rồi qua cái đoạn clip này mình cho mọi người nghe cái khúc mẹ của đứa người bé nói chuyện ha, đứa em bé nói chuyện. Đứa mẹ của đứa bé mà hôm bữa em thấy đăng clip lên trên Facebook không chị? Dạ. Rồi anh là ai vậy ạ? Tại vì em làm kênh YouTube, kênh Thiện Nguyện á, kênh Từ Thiện á, rồi em thấy clip đó, rồi người ta nói bình luận nói cái này kia quá trời, rồi em muốn hỏi chị đang chia sẻ đang cho người ta biết á, người ta hiểu á. Thì sự việc làm sao thì cũng có đài nó đã nói sự thật ra như vậy rồi đó anh à, còn em không muốn nhắc tới cái chuyện này nữa, đã có đài đã nói như vậy rồi, là sự thật là như vậy. Nên là tại vì em thấy đài truyền hình là cũng có đưa lên rồi đó anh. Dạ em không có coi mấy cái đó, mà em thấy trên group của em vô em gặp người ta bình luận quá trời, nên em hỏi chị rằng chị dạy dạ, chị thì bây giờ là em không có giải thích gì hết, là mọi sự việc thì đài truyền hình đã đưa lên rồi, em giờ em không có muốn nhắc lại cái chuyện này nữa, chuyện này như là kết thúc rồi nè, em không muốn nhắc tới chuyện này.
chuyện này nữa nha. Dạ dạ em muốn kết thúc chuyện này tại đây nha. Dạ 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 rồi dạ.